quan điểm của Tông Tịnh Độ về giới luật, Pháp Sư Huệ Tịnh và Pháp Sư Tịnh Tông, Liên Mãn Dịch. Lời nói đầu, sách này được biên tập từ hai buổi nói chuyện của hai vị Pháp Sư. Pháp Sư Huệ Tịnh với chủ đề bàn về quan điểm của Tông Tịnh Độ đối với giới luật, và Pháp Sư Tịnh Tông với chủ đề tại sao chỉ nói niệm Phật mà không nói đến việc trì giới. Pháp thoại bàn về quan điểm của Tông Tịnh Độ đối với giới luật của Pháp Sư Huệ Tịnh được giảng vào ngày 12 tháng 11 năm 2013 để dạy cho các vị đệ tử của Ngài vừa thọ giới trở về. Pháp thoại tại sao chỉ nói niệm Phật mà không nói đến việc trì giới của Pháp Sư Tịnh Tông được giảng vào ngày 15 tháng 11 năm 2013 tại Học viện Phật giáo Giám Chân để dạy cho những học tăng. Đây là phần giảng giải mở rộng từ bài pháp thoại bàn về quan điểm của Tông Tịnh Độ đối với giới luật của Pháp Sư Huệ Tịnh. Giới là gốc bồ đề vô thượng, nhưng vì thời gian và không gian cách biệt, có những giới điều không còn thích hợp với xã hội thời hiện đại. Hơn nữa, giữa các tông phái có giáo nghĩa và sự hành trì khác nhau, làm thế nào để dung thông được tinh thần của giới luật đối với việc tu hành là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Tông Tịnh Độ vì sao không song song đề cao cả hai phương diện niệm Phật và trì giới, mà chỉ lấy việc niệm Phật vãng sanh làm mục đích chính? Đây cũng là vấn đề khiến cho khá nhiều người nêu lên nghi vấn. Quyển sách này dung hợp cả hai phần chân đế và tục đế, trình bày đơn giản, trực tiếp quan điểm của Tông Tịnh Độ về giới luật, giúp cho hành giả Tịnh Độ an tâm tu hành. Bàn về quan điểm của Tông Tịnh Độ đối với giới luật. Trước hết, xin chúc mừng những vị vừa mới thọ giới trở về, trở thành một người xuất gia thực thụ. Thọ giới là thể hiện thân phận căn bản nhất của người xuất gia, ít nhất cũng phải thọ giới sa di hoặc giới thức xoa mana. Nói một cách nghiêm túc, nếu người xuất gia mà không thọ giới thì đó không phải là người xuất gia. Chúng ta là người chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Về quan điểm của Tông Tịnh Độ đối với giới luật, tôi xin chia thành 5 điểm như sau. 1. Trì giới nhưng không nương tựa vào giới. Trì giới là nếp sinh hoạt và tu hành cơ bản nhất của người xuất gia. Vào thời Đức Phật, Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, chưa có sự phân chia các tông phái, chỉ cần là người xuất gia thì đều phải thọ giới, giữ giới, lấy giới làm gốc. Khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, phân thành 8 tông, nhưng cả 8 tông phái cũng đều phải tôn trọng việc thọ giới, giữ giới. Trong 8 tông phái, ngoài Tông Tịnh Độ ra, tất cả các tông phái khác đều là thánh đạo môn, đều thuộc về tự lực, là đạo khó hành, không phải là tha lực, đạo dễ hành. Chúng ta tu theo Tịnh Độ môn thuộc về tha lực, là đạo dễ hành, nên chúng ta trì giới mà chẳng nương tựa vào giới. Người xuất gia theo các tông phái thuộc thánh đạo môn đều phải thọ giới, trì giới. Không những phải trì giới cho thanh tịnh, mà sau đó nhờ giới được định, nhờ định phát tuệ. Giới định tuệ là quá trình tu hành thuộc thánh đạo môn. Giới được xem là công đức căn bản của thánh đạo môn, nên có câu giới là gốc bồ đề vô thượng. Cần phải nhất tâm trì tịnh giới. Không có giới thì không thể bàn đến định tuệ được. Tu theo thánh độ môn là dựa vào tự lực để tu tam học giới định tuệ, thành tựu tam học mà liễu thoát sanh tử, thành tựu Phật quả. Nhưng việc trì giới cho được thanh tịnh là vô cùng khó khăn. Mà không có giới thì không có định tuệ, không có định tuệ thì không thể liễu thoát sanh tử, thành tựu quả vị Phật. Như vậy là đã mất đi mục đích quan trọng nhất của việc xuất gia thọ giới. Hơn nữa, dù trì giới được thanh tịnh nhưng vẫn không thể giải thoát, vì đó chỉ là căn bản mà thôi. Giới là để ngăn ngừa việc làm sai quấy. Trong tam nghiệp, giới giúp ngăn ngừa thân nghiệp, khẩu nghiệp, còn ý nghiệp thì phải dựa vào định. Muốn thành Phật thì càng phải dựa vào định và tuệ. Đối với chúng xuất gia trong Tông Tịnh Độ cũng vẫn phải thọ giới, giữ giới. Nhưng cho dù trì giới được thanh tịnh
thì cũng không dựa vào công đức của giới, không nương theo giới để được đến thế giới cực lạc, mà hoàn toàn phải nương vào sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà, nương vào câu danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật. Vì vậy, đứng trên phương diện chúng xuất gia theo tông tịnh độ, đối với vấn đề giới luật thì trì giới nhưng không nương tựa vào giới. 2. Trì giữ theo tinh thần của giới luật. Đã thọ giới rồi, nhưng bất luận là giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni hay giới sa di, giới sa di ni, chúng ta đã làm được đến đâu? Có thể thực hành được bao nhiêu phần? Thật ra chúng ta đều thực hành không nổi. Nói một cách chân thật, nếu ai có thể giữ trọn vẹn giới căn bản, hoàn toàn không phạm đại giới thì đã là Phật A-di-đà rồi. Trên thực tế, dù đã thọ lãnh pháp giới, nhưng chúng ta hoặc vô tình hoặc cố ý cũng sẽ bị vi phạm, thậm chí là phạm đại giới. 2.500 năm trước tại Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy thuộc vào thời điểm, điều kiện của thời đó, cũng là tùy thuận theo người, theo sự, theo cảnh, theo vật mà chế định giới luật. Đến nay, thời gian và không gian đều cách biệt quá lâu, các giới, điều dù có chăng nữa, cũng chưa hẳn đã phù hợp với thời đại, với bản địa. Nhưng hầu hết những giới điều này, chúng ta vẫn phải vâng giữ. Đại sư Ấn Quang là người chuyên tu theo pháp môn tịnh độ. Đối với vấn đề hành trì giới luật theo tông tịnh độ, Ngài có quan điểm rất đơn giản, nhưng cũng hết sức quan trọng, đó là tạm giữ các giới trọng, chân thật niệm Phật. Đây là điều mà dù là người tại gia hay xuất gia trong tông tịnh độ cũng đều phải tuân thủ. Có thể chúng ta hoặc vô tình hoặc cố ý vẫn bị phạm giới, vậy thì phải làm sao? Chúng ta phải trì giữ tinh thần của giới luật. Mục đích trì giới là để chúng ta sống đời đơn giản thanh bạch, nói năng chân thành, hòa nhã, oai nghi khoan thai, cẩn trọng. Để chúng ta thường lưu tâm ngăn ngừa những điều sai quấy, để chúng ta không làm các điều ác, thường làm các điều lành. Chúng ta phải nắm cho vững, phải thể hội được tinh thần này. Hẳn nhiên, đã không làm các điều ác, thường làm những việc lành, thì không kể là giới luật có quy định thành giới điều hay không quy định thành giới điều cũng vậy. Hễ là việc ác, việc sai quấy, hễ là thời này, nơi này, người này, trong thời gian, không gian hiện tại, trong hoàn cảnh hiện tại, hoặc người hiện nay không được làm, thì dù cho giới luật không quy định thì chúng ta cũng không nên làm. Đây chính là nắm vững tinh thần của giới, là trì giữ tinh thần của giới. Nếu không như thế thì những giới điều được chế định trong giới luật hầu hết đã không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện nay, chúng ta làm sao mà tuân thủ cho được? 3. Giới như kính chiếu yêu. Đối với các điều được đặt ra trong giới luật, việc này không nên làm, việc kia không được phạm. Chúng ta cũng có lòng muốn trì giữ, nhưng lại không đủ sức đi hành trì. Nên vô hình trung, giới giống như chiếc kính chiếu yêu, soi chiếu vào bản tính phàm phu của chúng ta. Trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo có nói, chúng ta đều có Phật tánh, nhưng bị cấu chướng dày đặc che phủ, không cách gì hiển lộ được. Hơn nữa, còn là phàm phu tội ác trong sanh tử, không có duyên gì để thoát ra. Hai câu nói này có thể nói là kinh thiên động địa, đánh động tận tâm can. Có Phật tánh nhưng bị tham sân si che phủ, vô phương hiển lộ, thế thì nhất định vĩnh viễn không có cách để thành Phật. Hiện đang là phàm phu tội ác trong sanh tử, không có duyên để thoát ra, vậy thì mãi mãi phải trôi nổi trong lục đạo rồi. Trong lục đạo được thác sinh làm thân trời, thân người thì rất hiếm hoi, thông thường đều rơi vào ba đường ác. Biết được điều này càng khiến cho chúng ta gieo mình xuống đất, ngửa mặt lên trời mà khản tiếng khóc than, thậm chí cũng không còn âm thanh để gào, không còn nước mắt để chảy, vì không có cách gì thể hiện hết sự thương tâm đến cùng cực. Vì vậy, đọc được hai câu pháp ngữ này thật sự là kinh thiên động địa, hoảng sợ hải hùng. Những lời của Đại sư Thiện Đạo đã nói mà còn nhầm lẫn được hay sao? Chúng ta cứ đem giới luật ra để kiểm nghiệm ngay trên thân tâm chúng ta, liền thấy rõ những điều Ngài nói là hoàn toàn không sai.
Giới chúng ta giữ không thanh tịnh, mà dù có giữ được thanh tịnh thì cũng không thể giải thoát. Vì giới là pháp thế gian, pháp thế gian thì không thể đưa đến giải thoát, còn pháp xuất thế gian thì chúng ta không làm nổi, nên chúng ta nhất định không có duyên để xuất ly. Được thọ giới, hiểu rõ về các giới điều mới biết rằng chúng ta là phàm phu tội ác trong sanh tử. Phải làm sao đây? Có được cái nhìn sâu sắc về thân phận chúng ta là phàm phu như vậy thì rất dễ nhận rõ được sự từ bi cứu độ của Đức Phật A-di-đà, để đem hết thân mạng này, tâm ý này hoàn toàn nương tựa vào sự cứu độ của Ngài, trở thành người niệm Phật có niềm tin sâu sắc vào cơ và pháp, cho nên mới nói rằng giới giống như chiếc kính chiếu yêu. 4. Niệm Phật vãng sanh hơn hẳn việc trì giới. Nếu niệm Phật vãng sanh, tại gia hơn xuất gia. Không niệm Phật vãng sanh, xuất gia hơn tại gia. Ý muốn nói, nếu niệm Phật được vãng sanh về thế giới cực lạc thì người tại gia hơn hẳn người xuất gia. Nếu không niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc thì dù là người xuất gia trì giới thanh tịnh, thậm chí là bậc cao tăng đại đức, cũng chẳng bằng được người vãng sanh thế giới cực lạc. Vì người niệm Phật được vãng sanh thế giới cực lạc thì chẳng những vượt thoát luân hồi mà còn được thành Phật. Mục đích của việc trì giới là kiến lập nền móng, tiến lên một bước nữa là tu định, phát tuệ, mục tiêu là liễu thoát sanh tử. Nhưng do vì không thể trì giới thanh tịnh nên không thể liễu thoát sanh tử, vẫn còn có thân đời sau, còn phải chịu luân hồi. Như vậy thì vô cùng nguy hiểm, rất dễ bị đọa lạc vào tam ác đạo, nên thường có những câu cảnh tỉnh: từ cõi trời mà sanh vào địa ngục, hoặc một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại, hoặc mặc áo cà sa mất thân người, được lại thân người có mấy ai. Thường bị đóng xuống giường sắt, ôm cột đồng nung, phải chịu vào thai lừa bụng ngựa. Vì vậy, tuy xuất gia là đáng quý, được thọ giới, trì giới lại càng đáng quý hơn. Nhưng đối với chúng ta, còn có việc đáng quý tối cao vô thượng, đó là điều mà Đại sư Thiền Đạo đã nói: nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Đức Phật A-di-đà, để tha thiết mong được vãng sanh về tịnh độ Di-đà. Đây mới là việc đáng quý tối cao vô thượng. Trong Quán Kinh có nói, người niệm Phật chính là hoa phân đà lợi, tức hoa sen trắng. Đức Phật dùng hoa phân đà lợi để khen ngợi người niệm Phật, chứ không dùng hoa phân đà lợi để chỉ cho người thọ giới giữ giới. Đại Kinh cũng nói, nếu có người được nghe danh hiệu Đức Phật A-di-đà, hoan hỷ vui mừng trong chốc lát, thì phải biết người này được lợi ích lớn, đầy đủ công đức vô thượng. Niệm Phật thì được đầy đủ công đức vô thượng, còn trì giới thì không được như thế. 5. Đức hạnh và năng lực không phải được tính bằng tuổi thọ giới. Giáo đoàn thuộc Tông Tịnh Độ là đoàn thể nương vào bậc hiền là chính. Hiền chính là nét trên nhân cách, tính tình, độ hàm dưỡng sự tu hành. Năng là năng lực, chẳng hạn như năng lực tư duy, năng lực về ngữ ngôn, năng lực làm việc. Chúng ta y cứ theo hiền, theo năng, nghĩa là chọn người hiền và có năng lực, lời nói đáng tin, tu hạnh hòa kính, chứ không căn cứ vào tuổi thọ giới. Điều này cho thấy, nói đến Tông Tịnh Độ là nói đến sự bình đẳng, nghĩa là cả năm thừa đều được vào, không phân biệt tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cũng không phân biệt là xuất gia ở nơi nào. Chỉ cần đã đến đạo tràng chúng ta thì mỗi một người đều là chúng thường trụ, ai cũng bình đẳng như nhau. Vì vậy, không phân biệt là chúng nam hay chúng nữ, không phân biệt là xuất gia lâu năm hay mới xuất gia, thọ giới đã nhiều năm hay vừa thọ giới, đã thọ những giới gì, hoàn toàn đều không có sự phân biệt. Chỉ cần là bậc hiền đức thì đều có thể được nhận sự kính trọng, đều được trọng dụng, đều nên sắp đặt nhiệm vụ cho họ. Đây là quan điểm và cách làm việc của chúng ta. Sau khi thọ giới mới hiểu được bản thân ta là phàm phu tội ác trong sanh tử, không có cơ hội thoát ra. Cấu chướng dày đặc che phủ, không có cơ hội thoát ra.
không cách gì hiển lộ được, dù có trì giới cũng không thể trì cho thanh tịnh được. Đại sư Đạo Sứ từng nói, dù cho được quả báo nhân thiên, đều nhờ hành trì ngũ giới thập thiện nên mới chiêu cảm được quả báo này, nhưng cũng rất ít người làm được. Đại sư Đạo Sứ sống ở thời đại Tùy Đường, là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo. Vậy mà người hành trì được ngũ giới thập thiện đã rất ít, huống gì là thời đại mạt pháp. Thời mạt pháp, bất luận là người tại gia hay xuất gia, đều bàn về việc khởi ác tạo tội, thì khác nào mưa gió bão bụng. Nên đối với người xuất gia, người đã thọ giới, càng phải khởi tâm hổ thẹn, tâm khiêm cung. Điều này trở về với tông phong của chúng ta, đó chính là cung kính tin tưởng, thuận theo Đức Phật A-di-đà, quan tâm yêu thương giúp đỡ người khác, còn bản thân thì phải khiêm hạ nhu hòa. Sau khi thọ giới, càng muốn dốc lòng quan tâm yêu thương giúp đỡ mọi người, bản thân thì càng thêm khiêm hạ nhu hòa. Hơn nữa, luôn muốn nhường hết công lao, nhường hết điều tốt đẹp cho người khác, muốn chia sẻ, gánh vác lỗi lầm của người khác. Thế nên, giống như trong tông phong đã nói, quan tâm, yêu thương giúp đỡ người khác, đối với bản thân thì khiêm hạ nhu hòa. Nhường điều tốt đẹp, công lao cho người, chia sẻ điều xấu của người, cùng gánh lấy lỗi lầm với người. Hy vọng mọi người nên lưu tâm ghi nhớ, hết lòng hành trì. Đã thọ giới rồi, thì bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, kẻ trí hay người ngu, bậc hiền nhân hay người kém cỏi, thì cũng đều là bậc mô phạm với trời người. Vậy mà thật sự là vô cùng hổ thẹn, vì chẳng có chút gì để xứng với danh hiệu này. Thế nhưng, chí ít thì cũng phải giống như những điều mà đã nói trong tông phong. Xử sự phải nắm lấy nguyên tắc căn bản, đồng thời phải khéo biết chừng mực, giữ đúng bổn phận, đứng đúng vị trí của mình, tư duy cần phù hợp, phải nắm lấy nguyên tắc căn bản, phải khéo biết chừng mực, nói năng cũng cần phù hợp, phải nắm lấy nguyên tắc căn bản, phải khéo biết chừng mực, hành vi cử chỉ cũng vậy. Tư duy, kiến giải, vì người mà hành xử đều phải nắm nguyên tắc căn bản, không nên thiếu sự chân thật, không nên khởi tâm chấp trước. Nếu đủ sự điềm tĩnh, lý trí thì sẽ tăng trưởng trí tuệ, sẽ biết được bản thân cần phải nói gì, làm gì. Tối hôm nay nói chuyện đến đây thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp Sư Huệ Tịnh giảng ngày 12 tháng 11 năm 2013. Tại sao chỉ nói niệm Phật mà không nói đến việc trì giới? Đoàn thể chúng ta là đoàn thể hoằng dương sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà, chuyên tu niệm Phật. Nhưng pháp môn tịnh độ, như trong kinh điển, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói, đây là pháp khó nói, pháp khó tin. Ngay nơi điều khó nói, khó tin này, cũng đã thể hiện đối với vấn đề giới luật phải như thế nào, phải nắm vững cương yếu ra sao. Thông thường sẽ xuất hiện hai phương diện là nghi ngờ chất vấn hoặc không hiểu. Những điều này xuất hiện từ bên trong lẫn bên ngoài, thậm chí hiểu nhầm, hiểu sai, hiểu lệch lạc. Sự chất vấn xuất phát từ bên ngoài thường sẽ xảy ra những trường hợp như: 1. Chùa hoàng nguyện của quý thầy chuyên tu niệm Phật, chuyên hoằng dương pháp môn niệm Phật cũng tốt, nhưng nếu song song đề xướng về giới luật thì càng tốt hơn. Tại sao quý thầy chẳng chịu đề xướng việc trì giới? 2. Chùa hoàng nguyện chỉ nói về niệm Phật, họ phản đối việc trì giới, chúng ta trở thành người phản đối việc trì giới. 3. Chùa hoàng nguyện đề xướng việc không trì giới, họ cho rằng chúng ta đề xướng không trì giới, đây là sự nhầm lẫn hết sức tai hại. Còn nội bộ bên trong, tức nội bộ được nói ở đây là những trường hợp họ tự cho rằng họ đồng ý với quan điểm của chúng ta, chuyên tu pháp môn niệm Phật, nhưng thật ra họ cũng chưa hiểu chính xác. Cũng có vài điểm. 1. Đối với vấn đề trì giới, phải có quan điểm như thế nào, trong lòng họ cũng chưa thật sự thấu suốt. 2. Có cần trì giới hay không, trong tâm họ vẫn còn nghi ngờ vân vân. 3. Tôi là phàm phu tội ác sanh tử, không trì giới nổi.
Tôi là phàm phu tội ác, nếu bảo tôi trì giới, tự kiểm thúc bản thân, như vậy là tự lực rồi. Bạn bảo phải trì giới, cẩn thận giữ gìn ba nghiệp, đây chẳng phải là tự lực quá chừng luôn sao? Đây chẳng phải là không có niềm tin đối với sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà hay sao? Những suy nghĩ như vậy đều không chính xác. Trước hết, đối với sự chất vấn từ bên ngoài, xin nêu lên quan điểm như sau. Đoàn thể chùa Hoàng Nguyện hoàn toàn không phản đối việc trì giới, cũng chưa bao giờ đề xướng việc không cần trì giới. Nếu có những quan điểm như vậy thì không phải là Phật pháp căn bản, không phải là chánh tri chánh kiến. Chúng ta chuyên tu niệm Phật xiển dương, tức tiêu bản niệm Phật. Chúng ta không xiển dương trì giới. Ý của việc không xiển dương là thế nào? Tiêu nghĩa là tiêu chí, bản nghĩa là tuyên bố, cáo thị ra bên ngoài. Nghĩa là chúng ta không lấy việc trì giới để làm tông phong và tiêu chí của chúng ta. Tiêu chí của chúng ta là nhất hướng chuyên xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chính là mục tiêu của chúng ta. Thế nhưng chúng ta tuyệt nhiên không hề phản đối việc trì giới. Nếu tăng sĩ mà không khuyến khích việc trì giới thì đó là tà kiến. Không xiển dương và không khuyến khích là hai việc khác nhau. Tại sao chúng ta không xiển dương việc trì giới? Có 6 điểm như sau. 1. Vì phải rõ ràng đường lối, không lộn xộn. Mỗi một tông phái muốn giáo hóa chúng sanh phải có tiêu chí. Tiêu chí này cần phải rõ ràng, như vậy thì chúng sanh mới chuyên một lòng mà noi theo. Chẳng hạn như Thiền Tông xiển dương truyền riêng ngoại giáo, không lập văn tự, tức là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Người có căn cơ phù hợp với cách tu này mới có thể đạt được lợi ích thật sự. Tông Tịnh Độ xiển dương nhất hướng chuyên niệm, đây là giúp cho chúng ta tường tận về tông chỉ. Nếu xiển dương cả hai phương diện, vậy thì rốt cuộc phải nói thế nào? Nếu không có trí tuệ thì người nói cũng nói chẳng tới nơi, người nghe cũng nghe chẳng tới chốn. 2. Vì để độ khắp các căn cơ, không bỏ rơi bất cứ chúng sanh nào. Đối với pháp môn niệm Phật, dù người có thọ giới hay không thọ giới, người xuất gia hay người tại gia, là người trì giới được thanh tịnh hay trì giới chưa thanh tịnh, thậm chí là người làm thiện hoặc tạo ác, là chúng sanh cõi người hay chúng sanh trong ba đường ác, cả thảy đều nằm trong phạm vi cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Vì để độ khắp các căn cơ, không bỏ rơi bất cứ chúng sanh nào, nên không thể chỉ chủ trương một chiều. Nếu chúng ta chỉ chủ trương phải trì giới thì có rất nhiều người trì giới không nổi. Họ sẽ nói: vậy thì con có thể niệm Phật được không? Hẳn nhiên, dù trì giới hay không trì giới, đã thọ giới hay chưa thọ giới, thậm chí là con người hay loài súc sanh cũng đều có thể niệm Phật được. Nên chúng ta chỉ cần bảo họ: bạn niệm Phật được là quý rồi. Chẳng hạn như việc vào lớp học, nếu bạn hô to: mời những người xuất gia tiến vào phòng, thì người tại gia chỉ đứng yên ngoài cửa mà chẳng dám bước vô. Nếu bạn hô: nam sinh tiến vào, thì nữ sinh sẽ không dám bước tới. Nếu phải lần lượt hô to: xuất gia tiến vào, tại gia tiến vào, nam sinh tiến vào, nữ sinh tiến vào, thì chẳng thà bạn hô trực tiếp ngắn gọn: mọi người đều tiến vào, thì tất cả mọi người sẽ trực tiếp bước vào, không ai ngập ngừng, không ai e dè nữa cả. Cần gì phải phân biệt? Vì dù có giới hay không có giới, dù là xuất gia hay tại gia, cũng đều nhờ việc niệm Phật mà được thoát sanh tử. Niệm Phật là một ước số chung lớn nhất. Vì vậy chúng ta không đặc biệt xiển dương việc trì giới niệm Phật, thiền định niệm Phật, hoặc là đọc tụng kinh điển Đại Thừa niệm Phật. Như vậy thì mới có thể dung nhiếp tất cả chúng sanh. Nếu bạn chỉ đề xướng một bộ phận thì sẽ không thể dung nhiếp tất cả căn cơ. Chẳng hạn như người thích ngồi thiền, họ sẽ chủ trương tọa thiền niệm Phật. Vậy thì người không thể tọa thiền sẽ cảm thấy mình không có phần. Người thích đọc tụng kinh điển Đại Thừa, họ sẽ nói: đọc tụng rất quan trọng, phải vừa tụng kinh vừa niệm Phật. Vậy thì người không biết chữ sẽ thoái lui. Người rất xem trọng giới luật, họ sẽ chủ trương trì giới niệm Phật. Vậy thì người không thể trì giới sẽ cảm thấy mình không có phần.
mọi người đều có thể niệm Phật, đều nên niệm Phật. Đây là pháp phổ biến, là pháp chung. 3. Vì nhất hướng chuyên niệm, tránh việc ngộ nhận. Nếu giống như vừa mới nói, ngoài niệm Phật ra, chúng ta còn đề ra tiêu chí khác, thì nói không chừng mọi người sẽ cảm thấy chuyên tu niệm Phật thì không chắc chắn được giảng sanh hay sao? Nhất định phải nhờ công đức của giới luật mới dễ được giảng sanh phải không? Hiểu như vậy thì không những phá hỏng tông chỉ nhất hướng chuyên niệm mà còn có thể bị rơi vào tạp tu tạp hạnh, khiến cho việc giảng sanh không còn chắc chắn nữa. 4. Vì hiển hiện tâm đại bi, cứu độ căn cơ hạ liệt. Pháp môn tịnh độ vốn dĩ là muốn cứu độ những người không có sức. Nếu người có năng lực tu tập được lục độ, đạt được tam học giới định tuệ, thì họ tự nhiên có thể nhờ tam học lục độ để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Sở dĩ Đại sư Ấn Quang gọi pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt, vì đây là cánh cửa đặc biệt mở ra cho chúng sanh không có năng lực tu học theo tam học lục độ. Những người không có cách gì để trì giới được, họ không có năng lực, họ làm không nổi. Vậy thì trong Phật Pháp, có pháp môn nào có thể cứu độ được họ không? Xin thưa, có. Đó chính là pháp môn niệm Phật của tông tịnh độ. Giống như trong Quán Kinh, phần nói về những chúng sanh thuộc hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Những người này không tu nổi tam phước, có với cũng không tới được pháp tu lục độ. Các pháp quán định, thiện, tán thiện thì càng miễn bàn. Đối với những chúng sanh như vậy, cái chết lại đến sát sườn rồi. Bạn có cách gì để cứu họ không? Có, đó là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vì vậy từ trước đến nay, đối tượng thuyết giáo của pháp môn tịnh độ tuy nói là trùm khắp ba căn, nhưng chủ yếu vẫn là cứu độ phàm phu, đặc biệt là hạng phàm phu có căn cơ thấp nhất, kém cỏi nhất. Đối với họ, tam học thì không có phần, lục độ thì tu không nổi. Đức Phật vì muốn cứu độ hạng người như vậy nên đặc biệt mở ra pháp môn cứu độ này. Họ vốn dĩ không thể tu học giới định tuệ, bạn lại đem những giáo pháp này ra nói cho họ nghe thì thật sự là chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Vì vậy, để cứu độ hạng căn cơ thấp kém, hiển bày lòng đại bi của Đức Phật A Di Đà, thì như Đại sư Thiện Đạo từng nói, chư Phật có lòng đại bi đối với chúng sanh khổ. Đây là lòng đại bi, là sự đặc biệt thương xót của Phật. Chẳng hạn như đối với một người cụt hết hai chân, bạn kêu anh ta bước đi, đây chẳng phải là lời nói xàm hay sao? Ngay cả với việc phải di chuyển chiếc xe lăn như thế nào, bạn còn phải coi thử họ có đủ sức di chuyển hay không nữa là. Đối với người không có khả năng tu nổi giới định tuệ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ. Ngay cả bản nguyện của Đức Phật A Di Đà trên phương diện này còn bổ túc không đủ cho chúng ta nên không bàn tới. Thế nên chúng ta cứ mặc nhiên y theo quy củ cũng không bàn tới những việc này. Ngay cả như người có khả năng tu lục độ, tam học giới định tuệ thì tự nhiên sẽ có pháp môn phù hợp với họ, sẽ có vị thầy hướng đạo thích hợp để hướng dẫn họ. Đây chính là giáo pháp phải phù hợp với căn cơ. 5. Vì tự biết hổ thẹn nên không dám khinh lờ. Đối với vấn đề giới luật, người giống như tôi thật không dám lạm bàn. Vì khi chúng ta nói đến một pháp nào thì phải có tư cách làm được việc đó. Chúng ta hổ thẹn vì tự biết bản thân là phàm phu tội ác trong sanh tử, trên phương diện giới luật không đủ sức để tu tập, thực hành chẳng đến đâu, làm không nổi, nên không có tư cách và thân phận để nói. Vậy nên chỉ dám nhường cho những vị có đủ tư cách, có đủ thân phận để xiển dương mà thôi. Hoặc như bàn về thiền, bạn nói được mà có làm được hay không? Nếu bạn chưa khai ngộ thì bạn dạy người khác khai ngộ thế nào? Như vậy thì khác nào đem Phật Pháp ra để bàn suông. Cảnh giới của thiền hết sức cao diệu. Nếu bạn đủ tư cách, bạn có thể mở khóa tu, xác nhận quả chứng cho thiền sinh. Còn tôi không đủ tư cách nên không thể bàn luận đến thiền. Vậy nếu là tông thiên thai, tôi có tư cách để giảng, để nói về tông này không?
Cũng không. Còn niệm Phật, tôi hoàn toàn có đủ tư cách để nói về niệm Phật. Tại sao tôi lại có đủ tư cách để nói về niệm Phật? Vì đây là pháp môn cứu độ. Bất kỳ người nào chỉ cần xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đều nhất định được giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Giống như một bệnh nhân, tôi không có tư cách hành nghề bác sĩ, tôi làm bệnh nhân thì hợp hơn. Bản thân tôi đang bị bệnh rất nặng, không có chút sức lực nào, chỉ biết dựa vào bác sĩ để ông trị bệnh cho. Sau khi lành bệnh, tôi dành tặng cho ông lời tán dương: bác sĩ A thật là một bác sĩ giỏi, rất tuyệt. Thế nhưng chỉ khi bản thân chúng ta được cứu, sau đó chúng ta mới khen ngợi vị bác sĩ đó với mọi người. Còn như tôi nói, pháp môn niệm Phật có thể cứu độ tất cả chúng sanh, hạng chúng sanh có nghiệp tội nặng nề như chúng ta cũng được cứu. Thì trường hợp này không cần bàn đến việc có tư cách hay không. Nếu bạn cho rằng không có tư cách để nói về pháp môn niệm Phật, thì hóa ra bạn đã quá xem trọng bản thân, đã tự đề cao mình rồi đấy. Sở dĩ tôi không đề cập đến phương diện giới luật thì không phải là đang xem nhẹ, mà là đang tán thán. Vì Phật Pháp rất tôn quý, chúng ta chỉ có thể dành một loại tán thán đặc biệt, một loại hành vi đặc biệt. Phật Pháp quá cao, chúng ta chỉ biết cúi thật thấp xuống, cung kính đứng một bên, âm thầm hổ thẹn, không dám dễ vui nêu lên ý kiến. Muốn nói thì phải trân trọng, muốn nói thì phải thực hiện. Chúng ta thường chỉ biết ôm lòng hổ thẹn, không dám nói càng, chỉ biết hết lòng tôn kính và tán thán. Đây là thái độ của chúng ta. 6. Vì giúp người khác thành hiền nhân nên chung tay giáo hóa. Phật giáo đừng nói là thời mạt pháp hiện nay, ngay cả vào đời Đường, Tống, các tông phái cũng đều có chủ trương riêng. Dù có trí tuệ đến đâu cũng không dám xiển dương lạm phận. Như Đại sư Thiện Đạo là bậc trì giới rất tinh nghiêm, Ngài không nhìn người nữ, đối với vấn đề giới luật có yêu cầu rất nghiêm cẩn. Thế nhưng Ngài không đặc biệt xiển dương tông chỉ giới luật mà chỉ chuyên niệm Phật. Ngài không xiển dương giới luật, dù là Ngài hành trì được nhưng vẫn không nói, thì huống chi là người như chúng ta, càng không nên nói. Vì giúp người khác thành hiền nhân, chẳng hạn như luật sư Đạo Tiên ở núi Trung Nam, trì giới rất tinh nghiêm. Trên phương diện giới luật, không những Ngài có sở trường, có sứ mệnh, có trách nhiệm, mà Ngài còn là chuyên gia có đức độ. Để cho bậc như Ngài nói về giới luật, so với việc bảo tôi nói, chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Như vậy thì mọi người đều chung tay giáo hóa. Hơn nữa, đối với mỗi một chúng sanh trong thời mạt pháp, muốn giáo hóa họ, bạn cần phải đem pháp môn mà bạn chuyên tinh, bạn thực hành được để dốc sức hoằng dương. Như vậy, tùy theo nhân duyên của chúng sanh, tùy theo căn cơ sở thích của họ mà tạo được phương hướng cho họ. Giống như sự phân công trong công nghiệp, mỗi đoàn thể sẽ làm khâu mà họ có chuyên môn, sẽ dẫn dắt được toàn xã hội cùng phát triển. Việc tu hành trong Phật Pháp cũng như vậy, nhất định phải chuyên. Việc này cũng giống như phân công vậy. Chẳng hạn như về giới luật, hiện nay có người đang thuyết giảng, cũng có người hoằng truyền được rất tốt. Muốn hoằng truyền giới luật, cần phải bố trí toàn thể đạo tràng cùng phối hợp giảng dạy, vận hành toàn thể đạo tràng đều phải thực hành được như vậy. Nhưng nếu chùa hoằng nguyện thực hiện như vậy thì phải làm sao đây? Phải nói về niệm Phật như thế nào? Tính chúng sẽ nghĩ gì? Các bạn mỗi ngày đều trách móc như thế, chúng tôi sẽ không có cách gì để nói cho rõ ràng được. Vì vậy, mỗi thứ đều tự có công năng của nó. Đây là vấn đề mà chúng ta cần xác định rõ. Pháp môn nào đã có người đang thuyết giảng thì chúng ta tùy hỷ tán thán, chúng ta nên học tập. Cũng có thể thỉnh những vị có chuyên môn về vấn đề này đến để trình bày. Còn pháp môn cứu độ của Đức Phật A-di-đà thì chúng ta sẽ nói, phải hết lòng mà trình bày. Hơn nữa, chúng ta nói về pháp môn này lại rất khéo hợp với căn cơ của chúng ta. Đây là pháp môn mà bất cứ người nào cũng đều cần. Đây cũng là phương hướng mà đoàn thể chúng ta vốn đã xác định. Trong 6 điểm được nói ở trên, thì 4 điểm trước là nói theo phương diện chúng sanh.
Điểm thứ năm là nói theo phương diện căn cơ của bản thân chúng ta. Điểm thứ sáu là nói theo phương diện mọi người cùng phối hợp với nhau để phân công, cùng nhau giáo hóa theo giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một, vì phải rõ ràng đường lối, không lộn xộn. Hai, vì để độ khắp căn cơ, không bỏ rơi bất cứ chúng sanh nào. Ba, vì nhất hướng chuyên niệm, tránh việc ngộ nhận. Bốn, vì hiển hiện tâm đại bi, cứu độ căn cơ hạ liệt. Năm, vì tự biết hổ thẹn nên không dám khinh lờn. Sáu, vì giúp người khác thành hiền nhân nên chung tay giáo hóa. Sáu điểm này nói lên lập trường của chúng ta. Tiếp theo là nói về nội bộ. Đối với giới luật, chúng ta phải có thái độ như thế nào? Thượng nhân nói có 5 điểm, tôi cảm thấy vô cùng chí lý. Mọi người và tôi cùng nhau tư duy học tập. Đây là những lời khai thị của thượng nhân sau khi 6 vị tân giới tử vừa thọ giới trở về và đến đảnh lễ ngài. Thượng nhân nói: trước hết, xin chúc mừng những vị vừa mới thọ giới trở về, trở thành một người xuất gia thực thụ. Thọ giới là thể hiện thân phận căn bản nhất của người xuất gia, ít nhất cũng phải thọ giới sa di hoặc giới thức swamana. Người xuất gia mà nếu không thọ giới thì nói một cách nghiêm túc, đó không phải là người xuất gia. Chúng ta là người chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Về quan điểm của tông Tịnh Độ đối với giới luật, tôi xin chia thành 5 điểm để trình bày. Trước hết, ngài nói nếu xuất gia mà không thọ giới, nói nghiêm túc thì chưa được tính là người xuất gia. Điều này cho thấy giới pháp là tiêu chí trong sinh mạng và thân phận của người xuất gia. Vì thế, đây là nguyên do tại sao chúng ta phải thọ giới. Vậy pháp môn Tịnh Độ phải có quan điểm như thế nào đối với vấn đề trì giới? Một, trì giới nhưng chẳng nương tựa vào giới. Đầu tiên, nói lý do tại sao chúng ta phải thọ giới. Nếu không thì bạn thọ giới để làm gì? Bạn xuất gia để làm gì? Không nương tựa vào giới nghĩa là không nương tựa vào điều này để làm nền tảng giải thoát sanh tử của chúng ta. Trì giới là nếp sinh hoạt và tu hành cơ bản nhất của người xuất gia. Không nên đặt vấn đề là cần trì giới hay không cần trì giới, vì nó vốn là sinh hoạt căn bản của chúng ta. Cũng như người xuất gia thì ăn chay trường, mặc tăng phục, sống đời độc thân. Những việc này có liệt vào việc trì giới hay không? Đây là sinh hoạt của bạn, là nền tảng căn bản, không cần đề xướng nó quá cao. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, chưa có sự phân chia ra các tông phái, chỉ cần là người xuất gia thì đều phải thọ giới, giữ giới, lấy giới làm gốc. Khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, phân thành 8 tông, nhưng cả 8 tông phái cũng đều phải tôn trọng việc thọ giới, giữ giới. Đã thọ giới thì phải giữ giới. Cả 8 tông phái lớn cũng đều phải tuân thủ như vậy. Đây là pháp chung. Cư sĩ tại gia không thọ giới nên không bàn đến. Còn người xuất gia thì đều phải thọ giới. Đã thọ giới thì phải giữ giới. Trong 8 tông phái, ngoài tông Tịnh Độ ra, tất cả các tông phái khác đều là thánh đạo môn, đều thuộc về tự lực, là đạo khó hành, tức nan hành đạo, không phải là tha lực, đạo dễ hành. Chúng ta tu theo Tịnh Độ môn thuộc về tha lực, là đạo dễ hành, tức dị hành đạo. Tha lực nghĩa là dựa vào sức Phật, dị hành nghĩa là đạo dễ tu hành. Đạo nghĩa là Bồ Tát Đạo. Đây là phán định của Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát Đạo có 2 loại. Loại thứ nhất là nan hành, loại thứ hai là dị hành. Bồ Tát Đạo nan hành là phải tu tam học lục độ. Bồ Tát Đạo di hành là pháp môn Tịnh Độ, chuyên tu niệm Phật, nương vào sức Phật. Chẳng hạn như muốn đi ra ngoài, nếu đi bằng xe thì dựa vào sức của xe. Bạn dùng công cụ truyền tin, điện thoại di động để truyền tin thì đang nhờ vào sức của máy. Ví dụ như người nào đó đang ở một nơi rất xa, bạn từ đây mà tự mình chạy bộ đến đó đi tìm họ sao? Bạn tới nơi rồi cũng chưa chắc tìm được họ, nhưng chỉ cần bấm một cú điện thoại
là liên hệ được với họ ngay. Đây là bạn đang dựa vào sức của khoa học kỹ thuật, chính là tha lực. Vì thế, trong thời đại này, việc dựa vào tha lực rất dễ giải thích. Có câu nói, người quân tử sinh ra không lạ hơn người khác, chỉ vì họ khéo nhờ vào vật bên ngoài mà thôi. Trong thời đại này nói về tha lực thì hết sức rõ ràng. Trong cuộc sống thường nhật, hầu như tất cả các phương tiện chúng ta sử dụng đều là tha lực. Trên phương diện tu hành, chỉ e là bạn chưa hiểu rõ thế nào là tha lực. Nếu bạn hiểu tường tận rồi, thì bạn sẽ thành tựu rất nhanh. Đây là nói về tha lực vị hành đạo. Nên chúng ta trì giới mà chẳng nương tựa vào giới. Giới luật chúng ta vẫn phải giữ gìn. Vậy thì tại sao lại bảo chẳng nương tựa vào giới? Phía sau có giải thích. Người xuất gia theo các tông phái thuộc thánh đạo môn đều phải thọ giới, trì giới. Không những phải trì giới cho thanh tịnh, mà về sau nhờ giới được định, nhờ định phát tuệ. Hoàn toàn không phải là tùy tiện bàn luận suông về giới luật. Phải trì giới thanh tịnh, giữ giới cho tinh rộng. Về sau, không phải chỉ đến đây là dừng, mà nhờ giới được định, nhờ định phát tuệ. Tam học giới định tuệ có thứ tự liên hệ như vậy. Nếu trì giới không thanh tịnh thì không có thiền định. Giả tỷ như có được định thì cũng là tà định chứ không phải là chánh định. Nhờ giới được định mới là chánh định. Nhờ định phát tuệ phải bắt nguồn từ định mới có thể phát khởi quán chiếu bát nhã. Giới định tuệ là quá trình tu hành thuộc thánh đạo môn. Giới lại là công đức căn bản của thánh đạo môn, nên có thể nói giới là gốc bồ đề vô thượng, cần phải nhất tâm trì tịnh giới. Tự lực tu hành theo thánh đạo môn thì giới là gốc, là nền tảng căn bản của bồ đề vô thượng. Nhưng đạt được nền móng rồi cũng chưa phải là đích đến, vì để bàn đến việc thoát ly sanh tử thì vẫn còn rất xa. Không có giới thì không thể bàn đến định tuệ. Tu theo thánh đạo môn là dựa vào tự lực để tu tam học giới định tuệ. Thành tựu tam học thì liễu thoát sanh tử, thành tựu Phật quả. Phải thành tựu trọn vẹn được tam học, nếu mới chỉ thành tựu được một phần trong tam học thì không được. Nhưng việc trì giới cho được thanh tịnh là vô cùng khó khăn. Mà không có giới thì không có định tuệ. Không có định tuệ thì không thể liễu thoát sanh tử, thành tựu quả vị Phật. Như vậy là đã mất đi mục đích quan trọng nhất của việc xuất gia thọ giới. Nếu đơn thuần trì giới thì chỉ giúp chúng ta hàng phục phiền não, chứ chưa thể đoạn trừ phiền não. Muốn cắt đứt phiền não thì phải có định. Nếu coi phiền não như kẻ thù, đem giới ra để chế phục, dùng định để trói chúng lại, thì tuệ là dùng thanh kiếm bén trí tuệ đoạn mạng sống của nó. Đó chính là chặt đứt phiền não. Nhưng đối với chúng ta, chỉ riêng vì giới đã làm không được, nhất không nổi binh khí. Vậy thì khi chiến đấu với giặc phiền não, chúng ta chỉ có nước bại trận thảm hại mà thôi. Xuất gia thọ giới là có mục đích hẳn hoi, chứ không phải chỉ đơn giản hình thức. Mục đích là liễu thoát sanh tử thành Phật. Nếu làm không nổi thì không tính là đã đạt được mục đích. Hơn nữa, dù trì giới được thanh tịnh nhưng vẫn không thể giải thoát, vì đó chỉ là căn bản mà thôi. Giới là căn bản, nếu không có định tuệ thì không hàng phục được kiến hoặc, không đoạn trừ được tư hoặc. Vậy thì việc giải thoát xem như vô phần. Chỉ có phá trừ kiến hoặc, tư hoặc mới ra khỏi tam giới. Nếu không như thế thì đừng bàn chi đến việc giải thoát. Giới là để ngăn ngừa việc làm sai quấy. Trong tam nghiệp, giới giúp ngăn ngừa thân nghiệp, khẩu nghiệp, còn ý nghiệp thì phải dựa vào định. Hẳn nhiên, giới thì có giới luật thuộc tiểu thừa, có giới luật thuộc đại thừa. Chủ trương của hai hệ thống sẽ có điểm khác nhau,
Nhưng nhìn chung thì giới đều là dùng để chế phục những biểu hiện của thân nghiệp, khẩu nghiệp bên ngoài. Còn ý nghiệp thì phải nhờ định chế phục. Muốn thành Phật thì càng phải dựa vào định và tuệ. Nhấn mạnh việc hành trì cả hai phương diện, chỉ quán và định tuệ. Đối với chúng xuất gia trong tông Tịnh Độ cũng vẫn phải thọ giới, giữ giới. Bạn muốn xin thế pháp với những vị thầy ở chùa Hoằng Nguyện, trở thành chúng xuất gia, nhất định về sau cũng phải thọ giới và yêu cầu phải tuân thủ giới luật. Nhưng cho dù trì giới được thanh tịnh thì cũng không dựa vào công đức của giới, không nương theo giới để được đến thế giới Cực Lạc. Thực ra dựa vào giới cũng không thể đến được thế giới Cực Lạc. Sau khi chết chỉ có thể được sinh thiên hoặc được sinh làm người. Hoàn toàn phải nương vào sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà, nương vào câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Vì vậy, đứng trên phương diện chúng xuất gia theo tông Tịnh Độ, đối với vấn đề giới luật thì trì giới nhưng không nương tựa vào giới. Chúng ta nương tựa vào đâu? Vào sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là quan điểm đầu tiên của chúng ta đối với vấn đề giới luật. 2. Trì giới theo tinh thần của giới luật. Như vậy trì giới mà không nương tựa vào giới là thế nào? Đã thọ giới rồi, nhưng bất luận là giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni hay giới sa di, giới sa di ni, chúng ta làm được đến đâu? Có thể thực hành được bao nhiêu phần? Thật ra chúng ta đều thực hành không nổi. Không phải khẳng định rằng hoàn toàn không thực hành được chút nào, mà là làm được rất ít. Nói một cách chân thật, nếu ai có thể giữ trọn vẹn giới căn bản, hoàn toàn không phạm đại giới, thì đã là Phật A-di-đà rồi. Trên thực tế, dù phải thọ lãnh giới pháp, nhưng chúng ta hoặc vô tình hoặc cố ý cũng sẽ bị vi phạm, thậm chí là phạm đại giới. Với căn cơ của chúng sanh thời nay, bạn mong họ thực hành được bao nhiêu? Vì vậy, các vị thiện tri thức, chư Phật, chư Bồ Tát đều rất từ bi, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ càng vô cùng từ bi. 2.500 năm trước, tại Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy thuộc vào thời điểm, điều kiện của thời đó, cũng là tùy thuận theo người, theo sự, theo cảnh, theo vật mà chế định giới luật. Đến nay, thời gian và không gian đều cách biệt quá lâu. Các giới điều dù có chăng nữa cũng chưa hẳn đã phù hợp với thời đại, với bản địa. Về mặt căn bản, tinh thần của giới luật vốn không thay đổi. Nhưng đối với những quy tắc nhỏ nhặt thì tùy thuận theo thời gian, địa điểm khác nhau mà có sự thay đổi cho phù hợp. Chẳng hạn như vào thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Ấn Độ, văn hóa có đặc điểm riêng, sinh hoạt của người xuất gia rất phù hợp với phong tục tập quán của Ấn Độ trong thời đại đó. Nhưng khi du nhập vào quốc gia chúng ta thì có thể không thích hợp. Ví dụ như Ấn Độ là quốc gia thuộc vùng nắng nóng, phải cân nhắc về việc mặc y phục như thế nào. Mùa hạ ở Ấn Độ lượng mưa nhiều, phải xem xét việc sử dụng nước như thế nào. Còn rất nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như việc đến nhà tư gia để dùng cơm phải ngồi như thế nào, việc đắp y để trần vai bên phải, cho đến việc mang bát vân vân. Đối với hoàn cảnh và văn hóa của mỗi quốc gia phải uyển chuyển cho phù hợp. Nhưng hầu hết những giới điều này chúng ta vẫn phải vâng giữ. Có những giới điều nhỏ Đức Bổn Sư có thể tùy chỉnh, nhưng đối với những giới điều căn bản chúng ta vẫn phải tuân thủ. Đại sư Ấn Quang là người chuyên tu theo pháp môn Tịnh Độ. Đối với vấn đề giới luật theo tông Tịnh Độ, Ngài có quan điểm rất đơn giản nhưng cũng hết sức quan trọng, đó là tạm giữ các giới trọng, chân thật niệm Phật. Giới trọng là tất cả những giới điều quan trọng nhất, căn bản nhất, cần thiết nhất, chẳng hạn như năm giới. Tạm giữ nghĩa là nếu xét trên mặt nhỏ nhặt, khắt khe từng chút một thì chúng ta làm không nổi, nhưng trên bình diện chung thì chúng ta có thể thực hành được. Thượng nhân Huệ Tịnh dạy, không phạm giới căn bản thì đó chính là Phật A-di-đà rồi, là khá lắm rồi. Sau đó chân thật niệm Phật.
Đây là điều mà dù có người tại gia hay xuất gia trong tông tịnh độ cũng đều phải tuân thủ. Đối với cư sĩ tại gia, có thể có người chưa thọ năm giới, nhưng dù chưa thọ cũng có thể đem năm giới để đối chiếu với bản thân, có thể làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cứ tạm giữ. Sau đó phải biết hổ thẹn mà thật thà niệm Phật. Có thể chúng ta hoặc vô tình hoặc cố ý vẫn bị phạm giới. Sao gọi là cố ý phạm? Đó là trường hợp dù bạn biết làm như vậy là phạm giới, nhưng vì buông thả theo phiền não, bị xúi xử theo thể chế phục vụ nên phạm. Đây là cố ý. Việc này đương nhiên là không được. Vô ý là vì việc đó đã trở thành thói quen, tự nhiên sẽ bị phạm. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta phải trì giữ tinh thần của giới luật. Những giới điều chi ly, nhỏ nhặt, nghiêm cẩn, chúng ta vốn dĩ làm không được, cho nên tạm giữ. Nghĩa là chúng ta phải nắm vững tinh thần của giới luật. Nghĩa là trên tinh thần, trên mặt chủ yếu thì phải làm cho được. Nếu chúng ta hiểu được tinh thần và mục đích của giới luật, thực hành đúng theo tinh thần mục đích này thì sẽ phù hợp với giới luật. Mục đích trì giới là để chúng ta sống đời đơn giản, thanh bạch, nói năng chân thành, hòa nhã, oai nghi, khoan thai, cẩn trọng. Phải có một đời sống đơn giản, thanh bạch. Thế nhưng đó không phải là việc tăng sĩ phải khăng khăng giữ đời sống tam y nhất bát như trong giới luật đã nêu. Ở một số nơi, vào mùa đông rất lạnh, nếu bạn chỉ mặc đúng 3 chiếc y phục mỏng manh thì sẽ run lập cập mất thôi. Mục đích chính trong tinh thần của vấn đề này là đừng tham cầu quá nhiều. Nếu trong tủ quần áo của chúng ta cất giữ quá nhiều y phục thì không phù hợp với tinh thần của giới luật. Như vậy không những bạn phải mất công sắp xếp mà còn lãng phí sự cúng dường của tín chúng. Càng nhiều vật dụng chừng nào, càng phiền rộn tâm thêm chừng nấy. Có người rất thích sưu tầm đồ đạc như sưu tầm tiền xưa, đồ cổ, bình cổ, trà ngon, v.v. Những người có sở thích như vậy thì tâm thường không tự tại. Nhấp một ngụm trà liền chép miệng: "Ôi chao, tôi uống trà bao nhiêu năm, bây giờ trà nào cũng chẳng thấy ngon." Như thế này là tự mình tìm phiền não, hoàn toàn không phù hợp với tinh thần giới luật. Tinh thần giới luật là muốn chúng ta sống một đời sống đơn giản, thanh bạch, để chúng ta thường lưu tâm, ngăn ngừa những điều sai quấy. Đây cũng chính là tinh thần của giới, phải quan sát nội tâm của chúng ta. Nếu có khởi lên tà niệm, vọng niệm thì phải thu nhiếp trở lại. Thật ra chúng ta niệm Phật cũng có công năng nhiếp tâm như vậy. Nếu chợt khởi lên suy nghĩ lung tung thì lập tức niệm Phật. Để chúng ta không làm các điều ác, thường làm các điều lành, chúng ta phải nắm cho vững, phải thể hội được tinh thần này. Hẳn nhiên đã không làm các điều ác, thường làm những việc lành, thì không kể là giới luật có quy định thành giới điều hay không quy định thành giới điều cũng vậy. Hễ là việc ác, việc sai quấy, hễ là thời này, nơi này, người này, trong thời gian không gian hiện tại, trong hoàn cảnh hiện tại, hoặc người hiện nay không được làm, thì dù cho giới luật không quy định thì chúng ta cũng không nên làm. Đây chính là nắm vững tinh thần của giới, là trì giữ tinh thần của giới. Vì trì giới hoàn toàn không phải là phải làm theo những khuôn mẫu chết cứng. Trong giới luật có những giới điều rất nhỏ nhiệm, chẳng hạn như việc vừa đi vừa đánh đàn xa, hoặc những hành xử khi đi đến nhà cư sĩ. Mỗi quốc gia đều có lễ nghi, phong tục riêng của họ. Như ở Tây Tạng, có loại lễ nghi là nằm dài xuống mà dập đầu lại. Tôi cảm thấy so với phong tục của chúng ta thì không phù hợp lắm. Có một lần, có một vị người Tây Tạng nọ xem tôi như Phật sống vậy. Người này đến trước mặt tôi, nằm xoài xuống lại đánh bộp một phát, làm tôi giật nảy mình. Sao vậy? Sao bỗng dưng bạn té ngã vậy? Đương nhiên đây là phong tục rất hay của người Tây Tạng, nhưng so với phong tục ở quốc gia chúng ta thì dường như không hợp. Đặc biệt là đối với nữ giới, họ nằm dài xuống đất mà lễ lại, tôi đứng đó cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Bạn muốn thăm hỏi, chỉ cần cúi đầu khom lưng một cái là được rồi. Còn như hành lễ theo cách nằm một xuống như vậy,
Thú thật là làm cho tôi hết sức lúng túng. Nếu không hiểu về nghi thức này, nhất định là người được đảnh lễ sẽ bị dọa cho giật mình một phen. Đây chính là hoàn cảnh, điều kiện, lễ nghi khác nhau giữa mỗi nơi. Trong giới luật có những giới điều so với thời đại hiện nay không còn phù hợp. Chúng ta muốn vân giữ cũng rất khó. Cho nên chúng ta giữ tinh thần của giới là vậy. Riêng về điểm này, tôi xin bổ sung một chút để giải thích vấn đề tinh thần của giới. Trước hết là tinh sâu nhân quả. Thật ra giới luật chính là nhân quả được kết thành những điều khoản, thậm chí những pháp luật ở thế gian cũng chính là những điều khoản được rút ra từ nhân quả. Ví dụ như bạn phạm vào tội gì thì sẽ tuyên án bạn 3 năm, 5 năm, 10 năm tù. Dựa vào điều gì để phạt bạn ngồi tù ngần ấy năm? Là căn cứ vào tội trạng mà bạn đã làm. Đây chính là nhân quả. Bạn tạo nhân như vậy thì sẽ bị quả báo như vậy. Pháp luật ở thế gian cũng chính là sự hiển thị của nhân quả. Càng phạm nhiều tội thì bạn bị phạt càng nặng. Đây cũng là phạm vào nhân quả. Còn giới luật Phật giáo, nếu ai trì giữ thì sẽ được phước đức, thậm chí được sanh thiên. Điều này căn cứ vào đâu? Cũng là dựa vào nhân quả. Vì vậy nhân quả là một nguyên tắc chung. Nhân quả hết sức vi tế, không thể trình bày tỉ mỉ được. Giới thì rất rõ ràng, bạn phạm tội đột kiết la, tức là làm ác, nói ác. Như kinh điển có nói, như tứ thiên vương thọ 500 tuổi, sau đó lại đọa vào địa ngục. Có người bảo, đây chẳng phải là dọa nạt người ta hay sao? Đức Thế Tôn không bao giờ dọa nạt bạn. Ngài biết tường tận về nhân quả, dù là nhân quả vi tế nhất. Bạn đã phạm tội rồi, sẽ phải thọ tội trong thời gian bao lâu? Bạn tu hành tốt thì được sanh thiên, sẽ được hưởng phước trong thời gian bao nhiêu đó. Vì vậy, chúng ta tin hiểu sâu về nhân quả thì cũng chính là nắm giữ được tinh thần của giới. Nếu người nào thực sự tin hiểu sâu về nhân quả thì sẽ cẩn trọng từng ly từng tí, sẽ không cố ý làm ác. Chúng ta sẽ hết sức cẩn thận. Điều này không nên làm, nếu làm thì có quả ác, sẽ phải nhận quả báo khổ. Vì vậy tất cả đều xuất phát từ nguyên tắc và nguyên lý chung này. Tông Tịnh Độ nói đến vấn đề tin hiểu sâu về nhân quả. Đây là câu thứ hai trong phần thứ ba nói về tam phước, đó là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả. Phản ánh trong sinh hoạt thường nhật là sống đời đơn giản, giữ tâm an tĩnh. Đây cũng là giới luật dẫn dắt cho chúng ta. Đời sống càng đơn giản thì càng phù hợp với tinh thần của giới luật. Ngược lại, càng phức tạp thì càng không phù hợp. Cho dù là ăn uống đi lại hay y phục, càng đơn giản thì bạn càng an lạc. Còn càng phức tạp thì bạn sẽ càng bất an. Nên tận hưởng một cuộc đời với sinh hoạt đơn giản và tận hưởng một đời sống với nội tâm an tĩnh. An cũng có nghĩa là bình lặng, an tĩnh, bình đẳng, bình thường. Đây chính là giới luật phát huy tác dụng ngay trong đời sống của chúng ta. Nếu tâm không an tĩnh thì sẽ đeo theo nhiều mối lo, nhiều phiền não, thì nhất định là cả thân lẫn tâm đều bất an, vô hình trung đã lìa xa tinh thần của giới luật rồi. Giới là điều phục, giới là thanh lương. Đã được điều phục thì nội tâm của bạn sẽ an hòa, nhu thuận, trong lòng tự nhiên sẽ an tĩnh. Vì vậy, trong bất cứ lúc nào cũng mong các huynh đệ nhớ quán xét nội tâm của mình. Tâm của bạn đang giữ được bình tĩnh thì bản thân sẽ bớt phạm lầm lỗi. Chẳng hạn như trong lòng bạn bực bội, thì dù là đối với người ngoài hay đối với chính bản thân bạn đều chịu ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, trong Tông Phong cũng có nói đến việc chúng ta phải biết hổ thẹn, khiêm hạ, nhu hòa, quan tâm, yêu thương. Tất cả những điều này đều là sống theo tinh thần của giới. Có tâm hổ thẹn, biết rằng bản thân ta hành trì không nổi giới luật, chứ không hề cao ngạo mà thốt lên rằng tôi trì giới rất giỏi. Như vậy là hoàn toàn không phù hợp với tinh thần giới luật, nên ai cũng cần phải có tâm hổ thẹn. Khiêm hạ nghĩa là buông bỏ tự kỷ, biết rằng bản thân mình còn nhiều khiếm khuyết. Nhu hòa thì hẳn nhiên là không thô lỗ.
Giới có hai nghĩa là chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là những việc làm không tốt thì phải ngăn ngừa. Những hạnh như hổ thẹn, khiêm hạ, nhu hòa v.v. phù hợp với chỉ. Tác trì là những việc tốt thì nên phát huy. Vì vậy câu quan tâm yêu thương giúp đỡ người khác chính là những việc tốt mà chúng ta nên làm. Phải yêu thương tha nhân, đứng trên quan điểm của họ mà suy nghĩ cho họ. Đây gọi là quan tâm yêu thương, mà đây cũng là tinh thần của giới luật. Những điều này là chúng ta phân biệt về mục đích của giới, cũng thuộc về tinh thần của giới. Những điều được đề cập ở trên là để có được đời sống đơn giản, nội tâm an tịnh là hiệu quả chung. Đồng thời, hai loại tin hiểu sâu về cơ và pháp cũng là đặc tính của pháp môn tịnh độ. Có sự tin hiểu sâu sắc về căn cơ thì thường điều phục chẳng kiêu mạn, thường mềm mỏng chẳng cứng cỏi. Vì tin bản thân mình là phàm phu tội ác sanh tử, nên tâm chúng ta sẽ nhu thuận, không ngạo mạn, tự nhiên được phù hợp với giới luật. Có sự tin hiểu sâu sắc về pháp thì giống như trong kinh điển Đại Thừa, đơn cử là kinh Phạm Võng đã nói: ngươi là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Luôn tin tưởng như vậy, giới phẩm đã đầy đủ. Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng bản thân là phàm phu tội ác, nhưng niệm Phật thì nhất định vãng sanh thành Phật. Nếu có tâm tin chắc như vậy thì đương nhiên cũng hoàn toàn phù hợp với giới luật. Về tinh thần của giới luật, có vài điều xin thảo luận cùng mọi người như vậy. 3. Giới như kính chiếu yêu. Mỗi người trong chúng ta có phải là nên dùng kính chiếu yêu để soi một chút không? Tất nhiên sẽ có người phản đối: tôi có phải là yêu quái đâu, làm gì mà cần đến kính chiếu yêu chứ? Thật ra chúng ta đều là yêu quái. Kính chiếu yêu vừa chiếu tới liền hiện nguyên hình là yêu quái. Yêu quái có khi sẽ ngụy trang, bị kính chiếu yêu soi tới, vỏ ngụy trang sẽ không còn tác dụng. Chúng ta cũng đang ngụy trang thành bậc mô phạm của nhân thiên. Kính chiếu yêu vừa rọi tới một phát sẽ phát hiện ra chúng ta vốn dĩ không phải là bậc gì cả, mà chỉ là giả danh thôi. Hẳn nhiên không phải chúng ta cố ý ngụy trang, mà chỉ vì bản thân chúng ta thiếu đức hạnh, thiếu sự tu hành. Hơn nữa, cũng còn vô số điều chưa thông tỏ. Đối với các điều được đặt ra trong giới luật, việc này không nên làm, việc kia không được phạm, chúng ta cũng có lòng muốn trì giữ, nhưng lại không đủ sức để hành trì. Nếu không đối chiếu với những giới điều trong giới luật, thì chúng ta không thấy gì cả. Nhưng chỉ cần đối chiếu một chút thôi, ngay lập tức sẽ phát hiện rằng những điều đó chúng ta hoàn toàn làm không nổi. Nên giới điều vô hình chung giống như chiếc kính chiếu yêu soi chiếu vào bản tính phàm phu của chúng ta. Bạn đi ra ngoài trang điểm kỹ lưỡng thì còn khả dĩ che đậy được, nhưng sau khi tẩy trang, bao nhiêu tàn nhang vết nám đều hiện rõ mồn một. Cũng thế, mặt mũi xưa nay của chúng ta thông qua chiếc kính giới luật thì vốn dĩ là như vậy. Đây chính là con người thật của bạn. Con người thật là như vậy đó sao? Phần lớn người ta khi ở trước mặt mọi người thì có thể ngồi ngay ngắn một chút, nhưng khi chỉ một mình ở trong phòng có thể sẽ ngồi tréo chân hoặc rung đùi. Trong Quán Kinh Sớ, Đại sư Thiện Đạo có nói: chúng ta đều có Phật tánh, nhưng bị cấu chướng dày đặc che phủ, không cách gì hiển lộ được. Tội chướng, nghiệp chướng của chúng ta đã che phủ thật dày lên Phật tánh của chúng ta, khiến Phật tánh không thể hiển bày ra nổi, nên nói là không cách gì hiển lộ được. Hơn nữa, còn là phàm phu tội ác sanh tử, không có duyên gì để thoát ra. Phật tánh không thể hiển bày ra được, thân là phàm phu tội ác trong sanh tử, coi như vô phương, không có điều kiện nào, không có khả năng nào cả. Vậy mà muốn dựa vào bản thân để thoát khỏi sanh tử luân hồi, đây chẳng phải là sẽ vĩnh viễn phải trôi nổi trong lục đạo hay sao? Hai câu nói này có thể nói là kinh thiên động địa, đánh động tận tâm can. Có Phật tánh
nhưng bị tham sân si dày đặc che phủ, vô phương hiển lộ, thế thì nhất định vĩnh viễn không có cách để thành Phật. Vì Phật tánh của bạn đã bị che kín mất rồi, không thể thành Phật được. Hiện đang là phàm phu tội ác trong sanh tử, không có duyên để thoát ra, vậy thì phải mãi mãi trôi nổi trong lục đạo rồi. Trong lục đạo, được thác sinh làm thân trời, thân người thì rất hiếm hoi, thông thường đều rơi vào ba đường ác. Biết được điều này, đâu khỏi khiến cho chúng ta gieo mình xuống đất, ngửa mặt lên trời mà khản tiếng khóc than, thậm chí cũng không còn âm thanh để gào, không còn nước mắt để chảy, vì vô phương để thể hiện sự thương tâm đến cùng cực. Vì vậy, đọc được hai câu pháp ngữ này thật sự là kinh thiên động địa, hoảng sợ hãi hùng. Tôi nghĩ thật sự là kinh thiên động địa, hoảng sợ hãi hùng. Cũng muốn cho tâm bạn có độ nhạy bén để cảm nhận. Nếu không có sự nhạy bén thì có nghe cũng như không nghe. Căn cơ như vậy là khá chậm lục, không phải là lợi căn. Nếu là hàng căn cơ bén nhạy thì vừa nghe đã sực tỉnh. Chao ơi, tôi là hạng phàm phu tội ác trong sanh tử, không có duyên gì để thoát ra. Tuy có Phật tánh nhưng đã bị phiền não che lấp, không cách gì hiển lộ được, phải làm sao đây? Người này sẽ tìm mọi cách để thoát ra, tìm cầu pháp môn tu hành thích hợp với họ. Những lời của Đại sư Thiện Đạo đã nói mà còn nhầm lẫn được hay sao? Có phải thật sự không có điều kiện nào để thoát ra? Chúng ta cứ đem giới luật ra để kiểm nghiệm ngay trên thân tâm chúng ta, liền thấy rõ những điều Ngài nói là hoàn toàn không sai. Vì vậy, giới luật đúng thật là chiếc kính chiếu yêu. Giới, chúng ta giữ không thanh tịnh, mà dù có giữ được thanh tịnh thì cũng không thể giải thoát, vì giới là pháp thế gian. Năm giới, mười giới, vân vân, những giới này vẫn thuộc về pháp thế gian. Pháp thế gian thì không thể đưa đến giải thoát, còn pháp xuất thế gian thì chúng ta làm không nổi, nên chúng ta nhất định không có duyên để xuất ly. Được thọ giới, hiểu rõ về các giới điều mới biết rằng chúng ta là phàm phu tội ác trong sanh tử. Phải làm sao đây? Có được cái nhìn sâu sắc về thân phận chúng ta là phàm phu như vậy thì rất dễ nhận rõ được sự từ bi cứu độ của Đức Phật A-di-đà, để đem hết thân mạng này, tâm ý này hoàn toàn nương tựa vào sự cứu độ của Ngài, trở thành người niệm Phật có niềm tin sâu sắc vào cơ và pháp. Vì thế mới nói rằng giới giống như chiếc kính chiếu yêu. Chẳng qua là chúng ta trước hết cầm chiếc kính chiếu yêu lên soi một tí, sau đó cầm tới kính chiếu Phật lên soi một chút. Đem giới luật soi một tí liền phát hiện: ôi trời ơi, tôi là yêu quái. Sau đó cầm tới chiếc kính sáu chữ danh hiệu với hai loại tinh sâu vào cơ và pháp soi một chút, liền hân hoan: ây cha, tôi có thể thành Phật nè. Như vậy thì bạn mới khả dĩ được giải thoát. Thường đem sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật với hai loại tinh sâu vào cơ và pháp để soi chiếu bản thân thì có thể đem yêu quái biến thành Phật. Vì vậy Đại sư Pháp Chiếu từng nói: chỉ cần hồi tâm siêng niệm Phật cũng khiến ngói đá biến thành vàng. 4. Niệm Phật vãng sanh hơn hẳn việc trì giới. Vãng sanh là quả, niệm Phật là nhân, nên có thể nói niệm Phật hơn hẳn việc trì giới. Nếu niệm Phật vãng sanh, tại gia hơn xuất gia. Không niệm Phật vãng sanh, xuất gia hơn tại gia. Lẽ tất nhiên, nếu nói chung về việc niệm Phật thì xuất gia vẫn hơn tại gia, vì chúng ta đều niệm Phật, nhưng xuất gia thì có thể làm lợi ích cho chúng sanh được nhiều hơn. Ý muốn nói, nếu niệm Phật được vãng sanh về thế giới cực lạc thì người tại gia hơn hẳn người xuất gia. Nếu không niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc thì dù là người xuất gia trì giới thanh tịnh, thậm chí là bậc cao tăng đại đức cũng chẳng bằng được người vãng sanh thế giới cực lạc. Vì người niệm Phật
được vãng sanh thế giới cực lạc thì chẳng những vượt thoát luân hồi mà còn được thành Phật. Ở thế gian này, bạn là cao tăng đại đức, là đại thiền sư có thể khai ngộ, là đại pháp sư thuyết pháp thao thao bất tuyệt, thậm chí khiến cho trời tuôn mưa hoa, nhưng có thể thành A-la-hán không? Có thể thành Phật không? Vẫn còn cách xa trời vực. Vậy thì chẳng bằng được một người tại gia niệm Phật đi đến thế giới Tây Phương cực lạc. Đây chính là sự thù thắng của pháp môn tịnh độ. Mục đích của việc trì giới là kiến lập nền móng, tiến lên một bước nữa là tu định, phát tuệ, mục tiêu là liễu thoát sanh tử. Nhưng do vì không thể trì giới thanh tịnh nên không thể liễu thoát sanh tử, vẫn còn có thân đời sau, còn phải chịu luân hồi. Như vậy thì vô cùng nguy hiểm, rất dễ bị đọa lạc vào tam ác đạo, nên thường có những câu cảnh tỉnh: từ cõi trời mà sinh vào địa ngục, hoặc một phen mất thân người muôn kiếp khó được lại, hoặc mặc áo cà sa mất thân người được lại thân người có mấy ai, thường bị đóng xuống giường sắt ôm cột đồng nung, phải chịu vào thai lừa bụng ngựa. Sự luân hồi rất vô tình, nó chẳng buồn nể nang gì mặt mũi của bạn cả. Sẽ không có kiểu như: thưa ngài A, ở thế gian ngài xuất gia đã được mấy mươi năm, đã là đại lão hòa thượng, con đây rất kính trọng ngài. Nếu bạn giữ giới không thanh tịnh, chưa đoạn được kiến hoặc, tư hoặc thì vẫn phải chịu luân hồi. Diêm Vương chẳng hề cho bạn chút mặt mũi nào đâu. Vì vậy, tu xuất gia là đáng quý, được thọ giới, trì giới lại càng đáng quý hơn. Nhưng đối với chúng ta, còn có việc đáng quý tối cao vô thượng, đó là điều mà Đại sư Thiện Đạo đã nói: nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Đức Phật A-di-đà, để tha thiết mong được vãng sanh về tịnh độ Di-đà. Đây mới là việc đáng quý tối cao vô thượng. Vì có thể cứu được chúng ta, giúp chúng ta thành Phật, thành Phật mới là đáng quý bậc nhất. Nếu không thể thành Phật thì dù đáng quý đến đâu thì vẫn đứng hàng thứ hai, thậm chí chỉ đáng tôn quý ở thế gian mà thôi. Còn bị rơi vào tam ác đạo có đáng quý không? Đến cõi trời có đáng quý không? Vượt ngoài tam giới như bậc A-la-hán có đáng quý không? Việc này thì sánh không tới rồi. Đời này có thể được xem là quý, nhưng đời sau không được tính là đáng quý, vì không thể giải quyết được vấn đề của đời sau. Thậm chí người ở trước mặt thì đáng quý, còn sau lưng thì không đáng quý nữa, vì buộc phải sống theo phép lịch sử mà thôi. Thậm chí ban ngày đáng quý, ban đêm không đáng quý, vì ban ngày thì tiếp xúc đối đãi với mọi người, ban đêm thì lòng tự vấn lòng, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ thấy rất hổ thẹn: ôi, mình thật là thứ chẳng ra gì. Có thể nói là lạm dụng của cúng dường, chúng ta không có đức hạnh gì để nhận, chỉ uổng phí của tín thí, thật chẳng có chút gì đáng quý cả. Trong Quán Kinh có nói: người niệm Phật chính là hoa phân đà lợi, tức hoa sen trắng. Đức Phật dùng hoa phân đà lợi để khen ngợi người niệm Phật, chứ không dùng hoa phân đà lợi để chỉ cho người thọ giới giữ giới. Hẳn nhiên thọ giới trì giới đều có công đức, Đức Thế Tôn cũng khen ngợi. Nhưng đứng trên góc độ vãng sanh để nhìn nhận thì Đức Phật khen ngợi người niệm Phật là hoa phân đà lợi, nghĩa là hoa sen trắng lớn. Xác định thân phận và tư cách người niệm Phật thì nhất định thành Phật. Đại Kinh cũng nói: nếu có người được nghe danh hiệu Đức Phật A-di-đà, hoan hỷ vui mừng trong chốc lát, thì phải biết người này được lợi ích lớn, đầy đủ công đức vô thượng. Niệm Phật thì được đầy đủ công đức vô thượng, còn trì giới thì không được như thế. Có người cho rằng trì giới không đạt được công đức vô thượng, vậy nếu như tôi phát tâm Bồ Đề để trì giới, hoặc tôi trì giới được thanh tịnh giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì lý nào cũng chẳng đạt được công đức vô thượng sao? Được chứ, nếu bạn trì giới được thanh tịnh giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì bạn đã thành Phật rồi. Đương nhiên là được công đức vô thượng. Chỉ có điều
bạn có làm nổi hay không mà thôi. Chúng ta phải lấy thân phận thực tế của bản thân để nhìn nhận. Bạn có thể thực hành được một phần nào đó. Chẳng hạn như bạn giữ giới không uống rượu, vậy là bạn đã đạt được công đức vô thượng hay sao? Nhưng niệm Phật thì không giống như vậy. Được công đức vô thượng, được vãng sanh thành Phật. 5. Đức hạnh và năng lực không phải được tính bằng tuổi thọ giới. Giáo đoàn thuộc Tông Tịnh Độ là đoàn thể nương vào bậc hiền là chính. Hiền chính là xét trên nhân cách, tính tình, độ hàm dưỡng, sự tu hành. Năng là năng lực, chẳng hạn như năng lực tư duy, năng lực về ngữ ngôn, năng lực làm việc. Chúng ta y cứ theo hiền, theo năng, nghĩa là chọn người hiền và có năng lực, nói lời đáng tin, tu hạnh hòa kính, chứ không căn cứ vào tuổi thọ giới. Những điều này chủ yếu là nói về ban chức sự. Hễ là người hiền đức có năng lực hơn người thì chọn họ, tiến cử họ, không phải đơn giản chỉ dựa vào thân phận, thời gian ở chùa lâu, tư cách thuần thục. Nếu người không hiền đức, không có năng lực, không dốc lòng phục vụ đại chúng, cũng không thể đem phẩm hạnh, đạo đức để thu phục nhân tâm, chỉ chăm chăm căn cứ theo thân phận thì nhất định không ổn. Điều này cho thấy, nói đến Tông Tịnh Độ là nói đến sự bình đẳng, nghĩa là cả năm thừa đều được vào, không phân biệt là tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cũng không phân biệt là xuất gia ở nơi nào. Chỉ cần đã đến đạo tràng chúng ta thì mỗi một người đều là chúng thường trụ, ai cũng bình đẳng như nhau. Chùa Hoằng Nguyện thì phải như vậy. Đã đến ở nơi này thì ai cũng đều có phần hoàn toàn bình đẳng như nhau. Vì vậy, không phân biệt là chúng nam hay chúng nữ, không phân biệt là xuất gia lâu năm hay mới xuất gia, thọ giới đã nhiều năm hay vừa thọ giới, đã thọ những giới gì đều không phân biệt. Chỉ cần là bậc hiền đức thì đều có thể được nhận sự kính trọng, đều được trọng dụng, đều nên sắp đặt nhiệm vụ cho họ. Đây là quan điểm và cách làm việc của chúng ta. Bạn xuất gia 10 năm, thọ giới 10 năm, người kia vừa mới xuất gia, nhưng căn tính, phẩm chất, đức hạnh, năng lực của họ hơn hẳn bạn. Điều gì bạn cũng không bằng họ, thì bạn cần phải nhận sự hướng dẫn của họ, đứng dưới sự lãnh đạo của họ. Khi sắp xếp thứ tự chỗ ngồi, hẳn nhiên là người xuất gia sẽ ngồi trước, người tại gia sẽ ngồi sau. Nhưng cũng có vài trường hợp, chẳng hạn như trong một cuộc họp, người ngồi trên bục chủ tọa của hội trường không cố định là người xuất gia, mà sẽ có những vị lãnh đạo ngồi bên trên. Hoặc trong buổi họp của ban chức sự, thì dù bạn là người xuất gia, nhưng bạn không có cống hiến gì lớn lao cho đoàn thể, cũng không có năng lực xuất sắc. Người nọ là cư sĩ, nhưng họ có năng lực hơn hẳn, có cống hiến to lớn, vậy thì họ sẽ được sắp đặt ngồi ở trước. Sau khi thọ giới mới hiểu được, bản thân ta là phàm phu tội ác trong sanh tử, không có cơ hội thoát ra, cấu chướng dày đặc che phủ, không cách gì hiển lộ được. Dù có trì giới thì cũng không thể trì cho thanh tịnh được. Đại sư Đạo Xước từng nói, dù cho được quả báo nhân thiên, đều nhờ hành trì ngũ giới thập thiện nên mới chiêu cảm được quả báo này, nhưng cũng rất ít người làm được. Đại sư Đạo Xước sống ở thời đại Tùy Đường, là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo, vậy mà người hành trì được ngũ giới thập thiện đã rất ít, huống gì là thời đại mạt pháp. Vào triều đại nhà Minh, có đại sư Liên Trì đã từng nói, trong thành Hàng Châu, nơi tôi đang sống đây, nếu có người nào dám quyết chắc rằng đời sau sẽ tiếp tục được làm người, thì họ chính là một người đại tu hành. Đủ khả năng để đời sau được làm người là giữ năm giới. Chỉ cần có thể giữ được năm giới căn bản thì đã được xem là người đại tu hành rồi. Toàn bộ dân chúng trong thành Hàng Châu tìm mỏi mắt cũng không ra được một hai người giữ đủ năm giới, thật hiếm hoi. Ở đây còn đề cập đến vấn đề thời đại. Thời mạt pháp,
bất luận là người tại gia hay xuất gia, nếu bàn về việc khởi ác tạo tội thì khác nào mưa gió bão bùng. Nếu như nói về việc khởi lên tâm ác, niệm xấu, phiền não, tạo tội tạo nghiệp thì mãnh liệt chẳng khác nào mưa gió bão bùng. Nên đối với người xuất gia chúng ta, người đã thọ giới càng phải khởi tâm hổ thẹn, tâm khiêm cung. Điều này trở về với tông phong của chúng ta, đó chính là cung kính tin tưởng, thuận theo Đức Phật A-di-đà, quan tâm yêu thương giúp đỡ người khác, còn bản thân thì phải khiêm hạ nhu hòa. Có một vị thầy nọ, bản thân khá nghiêm khắc trong vấn đề quy củ lễ nghi. Nhưng vì khi ấy ông chưa thọ giới, nên ông cảm thấy có khi cư sĩ nói năng với ông chẳng giữ phép tắc. Ông nghĩ vì mình chưa thọ giới tỳ kheo nên bây giờ đành chịu thôi. Sau đó ông thọ tỳ kheo xong và quay về. Vậy mà cách nói chuyện của vị cư sĩ kia đối với ông vẫn giống y như lúc trước. Lúc này trong lòng thầy khá giận, thầy lên giọng rầy la: "Tôi đã là đại tỳ kheo rồi, ông vẫn cứ nói chuyện với tôi cách đó sao?" Thật ra chúng ta không nên như vậy, mà sau khi thọ đại giới xong, chúng ta càng phải quan tâm yêu thương giúp đỡ người khác, càng phải cúi mình thấp xuống mà làm người. Như vậy mới biểu hiện chúng ta đã thành công trong việc thọ giới. Không nên sau khi thọ giới xong trở về liền lên giọng với người khác, kiểu như bây giờ tôi đã là đại tỳ kheo rồi, sở dĩ trước đây tôi nhẫn nhịn chịu ấm ức chỉ vì lúc đó mới là tiểu sa di thôi, nên không dám trả treo với huynh, chứ nay tôi đã là đại tỳ kheo rồi. Không nên như thế. Chúng ta không những phải hết sức khiêm hạ, mà ngày càng phải cúi mình xuống thấp hơn nữa. Sau khi thọ giới, càng muốn dốc lòng quan tâm yêu thương giúp đỡ mọi người, bản thân thì càng thêm khiêm hạ, nhu hòa. Hơn nữa, luôn muốn nhường hết công lao, nhường hết điều tốt đẹp cho người khác, muốn chia sẻ, gánh vác lỗi lầm của người khác. Một lòng đem tất cả những điều tốt đẹp, lời khen, đức hạnh, công lao, lợi ích tặng hết cho người, nhường hết công lao cho người khác, nhận lấy về mình những thiệt thòi, oán hận, lỗi lầm, khiếm khuyết, chung vai chia sẻ và gánh vác những lỗi lầm của mọi người. Thế nên giống như trong tông phong đã nói, quan tâm yêu thương giúp đỡ người khác, đối với bản thân thì khiêm hạ nhu hòa, nhường điều tốt đẹp công lao cho người, chia sẻ điều xấu của người, cùng gánh lấy lỗi lầm với người. Hy vọng mọi người nên hết lòng ghi nhớ, dốc sức hành trì. Những điều này nói không bao giờ hết, tất cả chúng ta đều đang thực hành, cùng nhau cố gắng. Đã thọ giới rồi thì bất luận là nam hay nữ, già hay trẻ, kẻ trí hay người ngu, bậc hiền nhân hay người kém cỏi thì cũng đều là bậc mô phạm cho trời người. Vậy mà thật sự là vô cùng hổ thẹn vì chẳng có chút gì để xứng với danh hiệu này. Sau khi thọ giới xong, đã là tỳ kheo, là bậc mô phạm của trời người. Thế nhưng thử ngẫm lại xem, chúng ta là thầy của trời người phải không? Mọi người đều học tập theo chúng ta phải không? Thật là chẳng xứng chút nào. Thế nhưng chí ít thì cũng phải giống như những điều đã nói trong tông phong, xử sự phải nắm lấy nguyên tắc căn bản, đồng thời phải khéo biết chừng mực. Nắm nguyên tắc căn bản, khéo biết chừng mực. Tôi cảm thấy hai câu này hết sức chí lý, rất sâu sắc. Nhưng thật ra muốn làm cho được cũng chẳng phải dễ. Nắm nguyên tắc căn bản cũng có nghĩa là về mặt căn bản, bạn phải đủ kiên trì để nắm cho vững. Khéo biết chừng mực, vừa chừng thì khéo hợp. Nhưng như thế nào là vừa chừng, phải thế nào mới tốt? Chúng ta thực sự không dễ thực hành được trọn vẹn. Thế nhưng ít ra thì chúng ta cũng phải nắm được phần căn bản. Chẳng hạn phận đệ tử thì phải thưa chuyện với sư phụ như thế nào,
phải biết nguyên tắc cơ bản, dù sư phụ chưa đúng thì đệ tử có được phép quở trách ngược lại hay không? Nếu như vậy là đảo lộn, là không có nguyên tắc, cũng không có chừng mực nữa. Cũng như con cái phải đối với cha mẹ như thế nào? Phụng thờ cha mẹ, muốn khuyên can cha mẹ thì phải dùng lời nhẹ nhàng. Hơn nữa, nếu cha mẹ không nghe theo lời khuyên của mình thì vẫn cung kính mà không xúc phạm, dù khó nhọc, vất vả cũng không ôm lòng than oán. Đây là nguyên tắc và chừng mực. Các vị học viên đối với vị giáo thọ của mình cũng phải hết lòng kính trọng, kính quý. Đây cũng là nguyên tắc. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu rõ, nắm vững nguyên tắc và chừng mực, giữ đúng bổn phận, đứng đúng vị trí của mình, tư duy cần phù hợp, phải nắm lấy nguyên tắc căn bản, phải khéo biết chừng mực, phải tư duy thế nào mới được xem là phù hợp. Đó là nghĩ những việc nên nghĩ, những việc không nên nghĩ thì đừng loạn tưởng. Đánh mất nguyên tắc căn bản, ắt bạn sẽ tạo tội. Nói năng cũng cần phù hợp, phải nắm lấy nguyên tắc căn bản, phải khéo biết chừng mực. Hành vi cử chỉ cũng vậy, tư duy kiến giải, vì người mà hành xử. Nếu phải nắm nguyên tắc căn bản, không nên thiếu sự chân thật, không nên khởi tâm chấp trước. Nếu đủ sự bình tĩnh, lý trí thì sẽ tăng trưởng trí tuệ, sẽ biết được bản thân cần phải nói gì, làm gì. Đối với một người, nếu luôn giữ được sự bình tĩnh, lý trí thì trí tuệ của họ tự nhiên sẽ tăng trưởng. Nói về vấn đề nhờ định phát tuệ, chúng ta dù không có thiền định, nhưng nếu tâm tánh thường giữ được bình tĩnh, lý trí thì đối với việc phải làm gì, làm thế nào cho đúng trong khi hành xử sẽ tương đối ổn thỏa, khéo hợp. Một người không giữ được tâm bình tĩnh, không hành xử theo lý trí, còn nhiều chấp trước, vẻ mặt thường cao có giận dữ, lúc nào cũng phiền não, thì người khác chỉ cần nhìn thấy vậy đã chẳng muốn tiếp xúc, rất e ngại. Giống như đống thuốc nổ đã được châm ngòi vậy, mọi người cảm thấy né được người này càng xa càng tốt. Vì vậy, bất luận như thế nào, chúng ta cũng cần phải giữ tâm điềm tĩnh. Chúng ta thọ giới, giữ giới không phải là vì người khác, mà là vì chính bản thân mình. Nếu trì giữ được thì tự chúng ta sẽ được lợi ích, ngày càng hoàn thiện hơn. Năm điều được thượng nhân dạy hết sức quan trọng đối với chúng ta. Tuy nói về việc trì giới, nhưng thật ra những điều ngài dạy lại có điểm hết sức phù hợp với tác phẩm Giảng Giải Nguyện thứ 18 mà gần đây chúng ta đang học. Đây là nội dung của ức chỉ môn, trong hàm nghĩa chỉ trừ hạng ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Nội dung của đoạn nói về tam độc ngũ ác trong kinh Vô Lượng Thọ cũng bao hàm nghĩa căn bản này. Vì vậy, việc trì giới cũng thuộc về nội dung của tông phong phần tục đế của chúng ta. Xét trên phương diện tu hành theo thánh đạo môn, cần phải phát tâm bồ đề, sau đó nhờ giới sanh định, nhờ định mà phát tuệ, thuộc về nội dung của phần chân đế. Xét theo tịnh độ môn thì chân đế hoàn toàn dựa vào câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật giảng sanh. Còn phần tục đế trong tông tịnh độ thì những nội dung thuộc về phần chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, có nghĩa là không làm các điều ác, thường làm các điều lành, đã được thượng nhân liệt ra thành 10 điều, trong đó cũng bao hàm tinh thần của giới luật. Chúng ta tổng kết lại một chút, nói về việc trì giữ tinh thần của giới luật có 5 điểm. 1. Trì giới nhưng không nương tựa vào giới. 2. Trì giữ tinh thần của giới luật, phải nắm vững nguyên tắc này. 3. Nên biết rằng giới như kính chiếu yêu, đoàn thể tăng già phải tinh sâu, không được ngạo mạn. 4. Nắm vững nền tảng căn bản của chúng ta là niệm Phật giảng sanh, biết rằng niệm Phật giảng sanh hơn hẳn việc trì giới. 5. Sống trong hội chúng, khi ứng xử với nhau không nên thể hiện bản thân là người có tuổi hạ cao hơn hoặc thời gian xuất gia lâu hơn, mà nên tôn trọng đức hạnh và năng lực của mọi người,
vì bậc hiền không phải được tính bằng hạ lạp. Những lời khai thị của thượng nhân chúng ta phải khắc cốt ghi tâm, hy vọng mọi người thường tư duy. Cũng xin chúc mừng những vị đã thọ giới trở thành tỳ kheo là bậc mô phạm của nhân thiên. Hẳn nhiên đã như vậy thì tự bản thân chúng ta càng phải kiêm hạ nhu hòa, càng nên quan tâm yêu thương giúp đỡ người khác. Sau này có ai đi thọ giới, chúng ta cũng ghi nhớ học hỏi theo tinh thần của những lời dạy này. Pháp sư Tịnh Tông giảng tại Học viện Phật giáo Giám Chân ngày 15 tháng 11 năm 2013.